chúng ta là hai đại văn phía chọn kế bảo phía xa mùi thà chúc chây bục cùl chúc chây đấy hay bục cùl chúc chây hay bục cùl mình chúc chây nó khóc nghe mạch tay bà ngày nắng vì tổ nhóm kia như vậy đã tôn cho mùi nắng cô ca rồi bọc bục cùl chúc chây ta bục cùl chúc chây có miên cô ca ấy khá là xâm hạp khuôn anh hai đại văn kia chúc chây hai đại văn gì dưỡng mình toàn chúc chây hai đại văn gì dưỡng bà chây hai đại văn chỉ vượt dưỡng vì lòng bạ với tình yêu chính kia nâng khăn một lại chẳng á tam ca sắc xa bọc nhóm mà nước phía trái này còn lịch lố có sầm rách ban ấy muối để bụi dương tràn ta hai ta cái chuột chảy nó còn chưa mà đôi mình nè đại đã cô đau cho ba lô này rồi coi dương anh vậy tha cứ chưa mà được để cho đau lơ cô đầy là về đại quan đã lơ cô đau na muối hai cứ còn thật đau cho đau đau cho phù thủ cô đau muối nè còn ở đây vự chân rê mi sa hoa mà đong chạp ở đây đong chạp ở đây mà đong đã cô đau từ chia đà ra trong riêng là chuột chảy mà nè mà đong tiếp đâu cô đau từ chia đã cô đau chỉ cứu bờ riêng đó chụp chơi mà nè, hãy đâu cô đau thế đấy, ta trong ta chiên nè, một cái cứu ru chiên cùng nu ai ai nè, chẳng cô đau nè, tụng óc nia rê rê mi pi phi pi ca chẳng, cao na rồi khơi chụp chơi được gì, ót miên tê, cướp một cô chụp chơi tụng óc, cô chiên mà nói đã cô đau, hãy cột thật đau, tay lư cô đau mũi cột, tu chỉ ôm bờ sạc ấy cả đời, cô chấm nè đau từ đâu cô đau mũi nè, nắng cô ca tìm mũi bọc quát cứ quát chứ mà nói đấy đã cô đau hai phát đạo cô ca tìm bỉ rồi bọc cô chụp cháy quát chứ mà nói đấy miên tình ủ khó thở nhạc khá là chụp bánh hát tại lại ok nhé nhạc khá là tiết chụp bánh hát rốt kịch chứ mà nói mà nè đã ớt sâu tình ủ khó thở tế thưa ca nghĩa ớt hiên dòng lại chật tế khá khôn ái khó khá khôn ái nâng thua ớt cao khá khôn ái nâng kìm ỏi đầm lầy bê chụp cháy trong chân mục áp bê vả cháy bê đè thua khóc trong rốt kịch à tầm lốp mũi nắng mình ai cho nhẹ ro khnhi chụp chạy bàn tay mình ai cho nhẹ ro khnhi sầm rách ấy mũi bàn tay không mà chạy cho bệnh nặng cứ group pe group cô đau tầm óc rất tầm miên phải hà hai ba tầm óc khnhi pim đại thưa ca miên mũi miên phải ham miên cầm hoa scone hay tầm óc khnhi ở hiện tại tu khó trời phải nặng thưa mấy tầm óc khnhi ai chụp chạy bàn chăng nhẹ chụp chạy nhẹ đau sầm rách cô đau thông thông chưa mới đâu mình nhẹ đầm miên tầm óc khó trời cấp bù nè chăng tầm óc khnhi thở mơ luôn ai với anh ha miền tận khó trời này cũng chẳng ngờ bớt sân chưa từng ở khnhi nơi chưa mình nữa mình đã rút kết bao nhà hàng nơi mình hiện từ tu score cao bớt thế chẳng chụp cháy ở miền một lời mẹ rồi khnhi ở chậm lại thế vì ở miền đường này chậm lại thế chấm nói tị bảy nè cô ca tị bảy rồi bao bọc cô chụp cháy phụ quát thiện tràn chưa mình nữa đẹp miền vịt này quạt miền vịt này sầm lạp khuôn này quạt miền cô ca sầm lạp khuôn này quạt vừa ấy mũi quạt ao đầm lại lơ cô ca khuôn này quạt ở chỗ chất như vậy có họ nhà đặt tay nắng chỉ cô ca bảo quạt quạt chỗ chất chui nè đặt tay có chỉ cô ca bảo quạt quạt miên vì nơi không ca ru nơi sạt quạt miên vì nơi không ca cột pê và lìa cột máu nạt chuột nè hay quạt miên cô ca trái pê và lìa bảo quạt quạt miên cô ca ca như xì xì tiệt chẳng từ óc nó vì nơi là óc từ óc nó còn một đông khi thổi quạt ốp tin mang được là óc chỉ chán một chung mình khều luôn là pê nè rồi khi cho chơi tay giấy phụ phô có họ chụp mụn giấy rừng ăn phải giáo mà chẳng nuôn rứa co cho chất đa lên bao lại ớt sơ nên tầm chút bác tầm lúa hay chứ mà nơi đây mình sơ ôi đầm lại lưu bị xin đầy khuôn anh phóng rô tạo đai cư mà nhẹ ôi là ô rô xì dùm mũi khá nha đa xâm lại đây xâm lại nam mũi dùm mũi khá nha khá miền tệ và rô mà nơi bác cứ bỏ bà một phút chân hai thờ chứ mà nơi mà nhẹ đầy xâm mọt trống chứ mà nơi mà nhẹ đầy đến đạo vì nấy ôi kì cổ rút dương bán to tại khuôn dương chơi cổ rút khuôn anh chìm mùn chơi cổ rút lưu xa cam phiếp nâng bị xâm đầy khuôn anh chìm mùn hỏi rương tị bốn cô ca tị bốn đại bà cô chụp chơi có tài để thuế nó cứ ạ thì vọt luôn rõ hốt ạ thì vọt luôn chỉ nịch cái mình đáy nó xinh dân tế tôi chụp bà cô không còn chụp chơi gồm rất ngay cả đời còn mình đáy clear chứ ngay bị sập hầu đề cái nâu an sập hầu cái miên lôi rọp bọn rọp liên và lá cái chứ mình nụ đại bay là bay hơi cả đời cái nâu căn sập hầu an đó bây nè rõ khá mình toàn đồng dây phong ớt cho chất an sập hầu ta hơi cho chất sập mẹ lên đã lên ngày nay ớt thư ca ngày nay ớt rồi vô lấy nâng hổ tập bê vô tập riêng trong bê lý đào lên nè chụp chung phật si để vi chụp ca chẳng nái phong vi chìa hưởng đại ớt sơ miên làm lại phong nhưng mình ham khô tầng ớt khá mình ớt đào lên phật si tê bên tay thở miên cho bác tầm lộp tầm nọt ớt khuôn anh không mà tất miên tầm ngay rư cỡ ấy chẳng tầy rưu cọc nông ở các phía xây nà mùi anh chân tệ công sân hỏa ngay anh chân tệ vì mình phải giáo bảo mán đấy giảm nhập dương tốt chìa nẹ kết tha thưa vì đầm bay bằng cao tầm nẹ tầm nông lõ nhằm chưa tha mất lõ tầm nông có mình chưa mất lõ mà nạ nạ đây giảm nhập nè rồi khá nhỉ anh chân tầm ọ khá nhỉ
ថើដឹងថាអ្នកជោគជ័យគោលការណ៍ទី4របស់ពួកគាត់គឺអភិវឌ្ឍខ្លួនគេអត់នៅស្ងៀមមកកន្លែងទេគេមានពេលគេអានគេរៀនសូត្រថែមគេជួបមនុស្សថ្មីដើម្បីរៀនអភិវឌ្ឍខ្លួនថែមទទួលបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីពីអ្នកដទៃដើម្បីគេទៅមុខតទៀតគេអត់ឈប់នៅមកកន្លែងទេទោះជោគជ័យកម្រិតណាក៏ដោយពេលពួកយើងអ្នកខ្លះខំរៀនចប់ហើយបានការងារធ្វើហើយគឺចប់ជីវិតមានអារម្មណ៍ថាចប់ជោគជ័យអាហ្នឹងអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែយល់ខុសហើយតាមខ្ញុំគិតអ្នករាល់គ្នាគួរតែចំណាយពេលគិតវាឡើងវិញគោលការណ៍ទី5ចុងក្រោយណាសម្រាប់អ្នកជោគជ័យមិនមែនមានតែ5ហ្នឹងទេបើតែខ្ញុំសុំសង្ខេបខ្លីមានតែ5ហ្នឹងទេយកមកដាក់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះទី5គឺគាត់ជាមនុស្សដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ណាជាមនុស្សដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយចេះដាក់កាលកំណត់សម្រាប់ខ្លួនឯងគាត់ដាក់ចិត្តថាឆ្នាំហ្នឹងធ្វើអីឆ្នាំក្រោយធ្វើអីសម្រាប់អីជាជំហានដើម្បីសម្រាប់គោលដៅចុងក្រោយបំផុតរបស់គាត់ហើយដល់ពេលពួកយើងឆ្នាំហ្នឹងតដែលឆ្នាំក្រោយតដែលឆ្នាំក្រោយមួយទៀតតដែល10ឆ្នាំក្រោយទៀតមានអីផ្លៃក៏អត់មានអីផ្លៃដែរគឺនៅតែតដែលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតើពួកយើងរីកចម្រើនដោយរបៀបណាតើពួកយើងជោគជ័យបែបណាវាអត់មានទេអញ្ចឹងជារួមទៅទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះដាក់ការកំណត់ឲ្យខ្លួនឯងហើយធ្វើវាដោយការតាំងចិត្តខ្ពស់ណាជួបបញ្ហាតិចតួចកុំរង់ចាំបញ្ហាឲ្យសោះក្រែងលោមមានឱកាសជោគជ័យនឹងក្តីសម័យនឹងគោលដៅណាមួយដូចគេដូចឯងណាបាទអរគុណច្រើន